trong rồi hả chú? Là con đường là Nguyễn Thiện một chiều các bạn. Nếu mình đi từ ngã tư xuống đường ba thì đi lên sân bay Tân Sơn Nhất là phải đi qua đường Nguyễn Thiện. Đây là quán bột chiên bán 25 năm. Giờ là hết rồi. Giờ là hết rồi. Cái này mình chiên một phần khoảng bao lâu là chín chú? 5 phút. 5 phút. Không, cái lúc cái bột gạo á. Trắng à, từ cái bột trắng chiên khoảng chừng 5 phút à. Chiên lại 5 phút là xong. Giờ là 5 phút à. Chưa như là mình đám một chỗ này thôi hả chú? Đấy, chỗ này. Tại nghe bạn có nói ăn ở đây lâu rồi, ở đây bán lâu rồi, giờ không quay. Là chú chỉ có hai vợ chồng bán hả chú? Rồi khách bình thường đông là ngày là lúc mấy giờ chú hả? Đây có lại có khi 5 giờ chiều, có khi 7 giờ tối. Đây á, đây về đây. Hồi xưa là con nghe nói là đưa quán này lớn lắm em cô. Đông lắm. Nhưng mà từ ngày mà nhà nước làm đường một chiều lại là cô thất bại rồi. Đường Nguyễn Kiệm đấy hả cô? Nguyễn Kiệm làm đường một chiều lại, giảm lại luôn. Dạ, con nghe nói khách ở đây là bình thường là lúc giờ nào là đông cô hả? Khoảng vô chừng có khi hả 3 giờ, 5 giờ. Nhưng mà ngày xưa mà cao điểm mà giờ là 6 giờ là bắt đầu đông lắm. Rồi con gái này khách cũng phương xa cũng về ăn rồi không? Có, chứ con có nhiều người đi hả 8-9 năm rồi, khi họ về đây họ thấy cô bác họ vẫn ngồi phải ăn.
Mấy người đó là ai cô hả? Đa số khách hàng là cô. Khách hàng Việt Kiều đó con. Mà ăn cô ở đây rồi xong mới ghi định cư qua bển. Con hiểu không? Rồi cái gần người ta đi vậy, rồi khi mà người ta về thăm nhà thì người ta ghé cô. Người ta thấy cô bán thì người ta ghé. Còn bột và với lại thôi mong là cô tự tự làm đó luôn hả? Tự ở nhà đặt làm đó con. Dạ. Rồi cô bán cái gì từ lúc 2 giờ? 2 giờ cô bán. Khoảng 2 giờ bán rồi tới ngày xưa ha. Mà còn được 2 chiều cô bán khoảng 10 giờ. Nhưng mà từ ngày tới làm 1 chiều cô thất bại, người ta giờ cô lấy ít. Thì cô bán tới 2 giờ nhưng mà khoảng chừng 9 giờ là cô đi.
Rồi khách bình thường đông là ngày là lúc mấy giờ chú hả? Đây có đây có khi 5 giờ chiều, có khi 7 giờ tối. Đây vậy đây.